Chào các bạn, hiện tại là chúng tôi đang ngồi trên một chiếc xe có tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Ở đây là một tính năng thường xuyên được trang bị cho các dòng xe tân tiến cũng như là hiện đại ngày nay. Ví dụ như chiếc Ford Focus mà chúng tôi đang sử dụng. Tuy nhiên cái tính năng này nếu chúng ta hiểu và sử dụng một cách nó không được đúng ý, thì có nguy cơ sẽ xảy ra tai nạn. Vậy thì sử dụng tính năng này như thế nào cho nó hiệu quả và chính xác nhất? Thì thông qua những cái buổi trải nghiệm tính năng này trên chiếc xe Ford Focus thì chúng tôi cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đó là việc đầu tiên khi chúng ta mà muốn sử dụng tính năng này. Việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng này. Đây, biểu tượng cái tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động này. Sau khi chúng ta kích hoạt rồi thì trên màn hình nó sẽ hiện lên cái hình ảnh chiếc xe với cả cái cột sóng, tức là ý là đang muốn tìm cái chỗ đỗ xe. Và cái dòng chữ là hướng dẫn chúng ta là hãy lái thẳng lên phía trước để chiếc xe có thể tìm được cái vị trí đỗ thuận tiện. Thì trong các quá trình lái này bạn nên chú ý đó là để ý cái khoảng cách giữa xe chúng ta với các cái xe hàng bên mà chúng ta muốn đỗ đó. Thì khoảng cách chỉ khoảng là nửa mét thôi thì tính năng này hoạt động sẽ rất là hiệu quả và chính xác. Và trong khi lái bạn nhớ là bạn muốn đỗ xe phía bên nào thì bạn hãy xi nhan sang phía bên đấy. Trong trường hợp của chúng tôi là chúng tôi muốn đỗ sang bên phải thì chúng tôi sẽ xi nhan bên phải. Vâng, và chiếc xe vẫn đang trong cái quá trình tìm kiếm cái vị trí đỗ thuận tiện. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh của chiếc xe biểu tượng có cột phát sóng đây. Vâng, các bạn nhìn thấy là chiếc xe đã tìm được cái vị trí đỗ thuận tiện rồi đấy bạn ạ. Với biểu tượng là cái mũi tên dấu tích màu xanh và chiếc xe có biểu tượng stop. Khi mà chiếc xe có hiện lên chữ stop này thì các bạn lưu ý là chiếc xe đã tìm được cái vị trí đỗ thuận tiện rồi và bắt đầu trong quá trình là chiếc xe sẽ bắt đầu di chuyển vào trong và sẽ hướng dẫn chúng ta là hãy bỏ tay ra khỏi vô lăng và cài số lùi để cái quá trình hỗ trợ đỗ xe tự động này sẽ được bắt đầu. Vâng, chúng ta sẽ cài số lùi. Sau đó chúng ta nhả chân phanh thì chiếc xe sẽ bắt đầu tự đánh lái. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe tự đánh lái và trên màn hình camera phía sau hiện lên dòng chữ là chiếc xe đang được lùi lại một cách rất là chậm rãi. Các bạn hãy lưu ý trong quá trình này thì các bạn luôn luôn chú ý nhìn vào cái màn hình hiển thị này và chân thì lúc nào cũng để ở vị trí chân phanh thì chúng ta có thể xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Chiếc xe đang tự đánh lái một cách rất từ từ và chúng ta có thể cảm nhận thấy là chiếc xe đang đi dần vào cái vị trí mà nó đã tìm lúc nãy. Vâng, chiếc xe đang đi rất gần. Các bạn hãy chú ý quan sát màn hình. Vâng, các bạn nhìn thấy, coi các bạn đã nhìn thấy chữ stop đúng không ạ? Khi có chữ stop này các bạn chắc nhận và phải dừng xe ngay lập tức. Và chiếc xe và trên màn hình hiển thị nó đã bảo chúng ta là hãy tiến lên một chút để chiếc xe có được khoảng cách tốt với chiếc xe đằng sau. Chúng ta hãy tiến lên phía trước một chút. Nhẹ nhàng thôi. Vâng, và chúng ta lại nhìn thấy chữ stop tiếp. Các bạn lại dừng xe và di chuyển cần số về vị trí số lùi thì chiếc xe đánh di chuyển ra phía sau. Trong quá trình này thì chiếc xe sẽ hướng dẫn chúng ta rất là cụ thể bằng cách tiến lên hoặc lùi xuống. Vâng, có chữ finish rồi. Và các biểu tượng lá cờ mà các bạn hay nhìn thấy trong đường F1 đấy, đó là nó báo hiệu cái quá trình mà đỗ xe tự động đã được hoàn tất. Và công việc của chúng ta bây giờ thì đơn giản thôi, đó là gạt cần số về vị trí đỗ chữ P. Và quá trình này đã được hoàn tất hoàn toàn, không có gì là khó khăn cả đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta đã đỗ được xe rồi và chúng ta muốn đánh xe ra khỏi vị trí đỗ cũng một cách tự động thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Thì việc đầu tiên đó là chúng ta hãy tắt máy đi đã. Vâng, để cái quá trình này sẽ được reset lại từ đầu. Sau khi mà chúng ta tắt máy rồi thì muốn đánh xe ra ngoài thì tất nhiên việc đầu tiên chúng ta đã phải khởi động lại xe. Các bạn hãy lưu ý là đây chỉ là tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động thôi. Cái từ hỗ trợ rất quan trọng, chứ không phải chúng ta phó mặc hoàn toàn việc đỗ xe này là cho chiếc xe, mà chúng ta phải cùng hành động, cùng đồng hành với chiếc xe theo cái chỉ dẫn mà như vậy chúng tôi đã nói trên màn hình để có thể vận hành cái tính năng này một cách an toàn nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính năng là hỗ trợ đánh lái ra khỏi vị trí. Về đầu tiên là chúng ta cũng ấn vào cái nút giống như hệt cái nút mà chúng ta ấn vào khởi động cái nút tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động vậy. Sau đấy các bạn nhìn trên màn hình sẽ thấy hiển thị hình ảnh chiếc xe và hai mũi tên, đồng thời bảo chúng ta sẽ lựa chọn là đánh lái sang bên trái hoặc bên phải. Thì trong trường hợp này chúng tôi muốn đánh chiếc xe sang bên trái thì chúng tôi sẽ xi nhan bên trái. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng mũi tên bên trái và chiếc xe hướng dẫn chúng ta là hãy rời tay khỏi vô lăng, đồng thời là cài số lùi. Và các bạn đã nhìn thấy chiếc xe vô lăng của chiếc xe đang đánh rồi đúng không ạ? Chiếc xe đang từ từ di chuyển nhẹ nhàng. Sau có chữ stop các bạn hãy dừng xe, đạp phanh dừng xe và cài số tiến.
như hướng dẫn của chiếc xe và vô lăng tiếp tục đang đánh đây. Bạn có thể thấy chiếc xe đang lựa dần ra khỏi vị trí đỗ. Xe đang rất là khéo léo, đang lựa ra khỏi vị trí đỗ. Và quả cứ stop, tiếp tục là hãy cài số lùi. Chúng ta luôn luôn chú ý trên màn hình để hướng dẫn và thực hiện theo cái hướng dẫn của xe. Và chiếc xe đang lùi một cách rất là nhẹ nhàng. Chúng ta stop lại một stop lần nữa. Chiếc xe chắc chúng ta lại tiến lên một chút. Và chúng ta có thể cảm nhận thấy là cái hướng di chuyển của xe đang dần dần thoát ra khỏi khu vực đỗ rồi. Vâng rồi, vâng, chúng ta và xe đang báo chúng ta đã cầm lấy vô lăng để cho chúng ta đánh di chuyển chiếc xe theo hướng ý muốn của mình, vì chiếc xe đã ra khỏi vị trí đỗ rồi. Như bạn có thấy, các bạn có thể thấy là cả tính năng hỗ trợ đỗ xe và tính năng đánh lái ra khỏi vị trí đỗ bằng cách tự động cũng đều không có gì là phức tạp cả. Chúng ta chỉ cần làm theo và một vài lần thôi là chúng ta có thể thoải mái sử dụng tính năng này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip trải nghiệm xe thú vị lần sau. Xin tạm biệt và cảm ơn các bạn đã